Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phát Thái Vi ha. Kính chúc quý cô chú anh chị ngày đầu tuần thật là nhiều thành công trong công việc ha. Phát Thái đến nhà vườn của anh Văn Vũ có một số bông trang và hoa giấy muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi chào anh Vũ. Rồi chào anh Thái ha. Chào tất cả cô chú anh chị đến kênh Phát Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912 ha cô chú. Em đã trở lại nhà vườn em quay một số bông trang đỏ với lại một số phôi bông giấy hay cô chú, để không mất thời gian cô chú thì cây số 1 em vô cây phôi hoa giấy hay cô chú. Cây này quá trời luôn, giống như con tôm nha cô chú. Cao là 50 cô chú ơi. Đo vị trí này ha, hoành 26 nha cô chú. Đó. Đế này em còn chôn sâu lắm nha cô chú. Đó, em ủ sơ dừa bây giờ nó muốn nhú mầm rồi. Đó. Quá xá luôn. Rồi, mã số 1 này em xin giao lưu với cô chú là giá là 400.000 nha cô chú. 400.000 là bao phí ship cho cô chú mình chơi ha. Rồi tiếp tục là vô cây số 2 cô chú ơi. Số 1, số 2 là ăn cặp nha cô chú. Quá xá luôn. Lô này già hả? Dạ, cao là 60 hả cô chú. Hoành vị trí này là 28 cô chú ơi. Này có cộng rễ bị chuột cạp nhưng mà chuột nó kéo không sao quý anh chị. Chứ nữa sẽ nó sẽ liền qua. Dạ, nó liền rồi cô chú ơi. Rồi, mã số 2 này có giá là cũng 400.000 luôn nha cô chú. 400 bao phí ship cho cô chú mình chơi luôn. Những phôi nào bị lỗi thì mình sẽ báo với quý cô chú anh chị em. Rồi, số 3 cô chú ơi. Quá trời cái dáng này nó đẹp nha cô chú. Cây này thì sạch phôi. Dạ, cây này toàn diện ha. Số 3. Cao 65 nha cô chú. Con voi ha. Dạ. Hoành 30 chẳng cô chú, già con nè. Xù xì luôn. Cái ngà luôn. Nở hậu ha, nở đế. Dạ. À. Rồi, mã số 3 này em xin giao lưu là 600.000 nha cô chú. Rồi, tiếp tục mã số 4 cô chú ơi. Số 4 ha. Cao là 62. Còn vị trí này 25 hay cô chú. À, đây thì bị sẹo ở đây ha cô chú. Nó cũng liền rồi cô chú ơi, không sao. Nó có sao em báo vậy ha. À, rồi mã số 4 này em xin vô lô 400.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục. Mã số 5 là một cái con này con gì cũng không biết. Con này con thỏ. Cao 63. À, có con mắt luôn cô chú ơi. Có miệng. Cây rất là quái à. Quần này quần 30 nha cô chú. Đó. Cái này nó lên cái cục nu luôn rồi. Dạ. Quá trời luôn. Rồi mã số 5 em xin giao lưu 400.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã số 6 hay cô chú. Này tông cao. Cô chú nào thích tông cao lấy cái này. Này quý cô chú anh chị mình muốn chơi tông một cốt thì mình cao xả một nhánh. 84. Quần vị trí thì em đo được 28 nha cô chú. Ở dưới đây được 43. Ở dưới mặt đế dưới thì bị chuột cạp một số nha. Bị lỗi mình báo với giá lỗi ha. Dạ đúng rồi, báo. Rồi, mã số 6 này em xin giao lưu 700.000 nha cô chú. 700. À, lỗi thì em báo lỗi nha cô chú. Rồi. Mã số 7 cô chú ơi. Cao là 95 nha cô chú. Mà già dữ lắm, già cô chú ơi. Hoành tới 33 gữ nữa nghe cô chú. Đó, đây, sơ sơ không sao. Đó, đây. Qua đá hết rồi. Qua đá hết trơn cô chú ơi. Già phôi lắm rồi, lô này già lắm ha cô chú. Đó. Rồi mã số 7 này có giá 700.000 luôn cô chú ơi. Rồi tiếp tục mã số 8 ha cô chú. Rồi, rồi này già dữ lắm mà già. Hết biết. Chạy gân luôn. Cao là 80 ha cô chú. Còn vị trí này 32 cô chú ơi. Ở dưới này tới 58 nè cô chú. Đây, bị đây. Đó, có sao hiểm báo vậy ha. Ở trong đây thì không vấn đề gì, có bị có một lỗi ha cô chú ơi. Đó. Rồi, mã số 8 này em xin vô lưu 700.000 luôn cô chú ơi. Đó, cây này mà không lỗi bán tiền lắm nha cô chú. Rồi, số 9 ha cô chú. To xác quá. Cao là 86 ha cô chú. Rồi, quần 35 luôn cô chú ơi. Cái cũ tới 58. Rồi thằng này bị xe. Đây đó, cô chú nào em bán này bán sát luôn ha cô chú đó, cô chú nào thanh lý ha. Thanh lý luôn. Cây số 9 ha cô chú. Cây này không lỗi bán chắc 1 triệu ngoài thôi. Này lỗi số 9 này bán 400.000 nha cô chú. 400.000 đó. Này cô chú về tha keo vô là nó thời gian là nó clip à. Tại vì em ở đây số lượng quá trời đi. Rồi mã số 10 ha cô chú. Cao là 59 nha cô chú. Quanh vị trí này 24 hay cô chú. Cũ dưới đây là 42. Đế nó còn dưới nữa hả? Dạ còn dưới nữa.
Rồi mã số 10 này có giá 400 ngàn ha cô chú. Này bán giá dễ chơi cho cô chú nè. 11 ha cô chú. Quá xá rồi. Cao 62. Còn vị trí này 23 ha cô chú. Củ dưới đây là 40. Một củ đặc sệt luôn ha cô chú. Rồi mã 11 này có giá 400 ngàn nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 12 ha cô chú. Ồ, cây này đẹp toàn diện nè cô chú. Sạch ha. Sạch không tì vết. Cao là 72. Vành vị trí này là 33 nha cô chú. Quá xá cái vành nó lớn cô chú ơi. Đo dưới đây là 43 luôn. Rồi mã 12 này có giá 800 ngàn nha cô chú. 12 800 cô chú ơi. Quá xá luôn đẹp. Rồi xuống luôn. Rồi tiếp tục mã 13 cô chú ơi. Ồ con già coi nè. Nứt da hết trơn. Cao là 62 cô chú ơi. Lên xù xì luôn rồi. Dạ nứt da me hết trơn. Đo cái eo nhỏ nhất nha cô chú. Hoành 31 ha. Đó. Lên xù xì. Lên xù luôn. Đây là 52. Coi nè xù nè. Chóc da chóc dãy hết trơn. Rồi mã 13 này có giá 800 ngàn nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 14 nha cô chú. Ồ giời. Hết biết cái cũ đặt. Cao là 60 nha cô chú. Quá trời luôn. Trời ơi 43 hoành luôn cô chú ơi. Dữ thiệt. Ở dưới đây là 56 nha cô chú. À. Quá xa. Để em đo cái tay cành thứ nhất của nó kìa. Được nhiều. Ồ tay cành được 16 nha cô chú. Rồi mã số 14 này có giá 900 ngàn nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 15 cô chú ơi. Này chơi tông cao thì lấy cái này hay cô chú. 15. Cao 97 hay cô chú. Hoành cũng là 25 hay cô chú. Cụ dưới đây 39 hay cô chú. Tông cao. Rồi mã số 15 có giá 450 ngàn nha cô chú. Tiếp tục mã số 16. Cao là 58. Nó lên móc lên mèo hết trơn cô chú ơi. Hoành vị trí này là 27 hay cô chú. Nó tính cô chú 27 thôi. Còn già cả lên. Rồi mã số 16 này có giá là 400 ngàn nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 17 cô chú ơi. Cao là 62 hay cô chú. Hoành vị trí này em đo gần 20 hay cô chú. Cũ dưới đây là 30. Đó. Hàng này thì bị đây. Đó. Chóc da ở đây đây. Đó. Kéo à. Kéo à. Rồi mã 17 này có giá 300 ngàn cô chú ơi. Đó. Tiếp tục 18 hay cô chú. Quá xa luôn. Cao 71. Hoành vị trí này là 35 gửi nha cô chú. Trời ơi con ơi. Nguyên một củ đặc luôn cô chú ơi. Đó. Củ ở dưới 56. Hết biết nó đặc không. Này đẹp nghe chú. Cô chú. Rồi mã 18 có giá 700 ngàn hay cô chú. Rồi tiếp tục mã 19 cô chú ơi. Cây nào lỗi em báo lỗi liền ha cô chú. Còn cây nào đẹp thì em nói đẹp. Cao là 61. Hoành vị trí nè 26 nha cô chú. Củ vô đây là 39. Nói cô chú không muốn chơi nữa về dạt cái này bỏ ha. Mình có thể trồng sâu xuống chút. Dạ sâu xuống lấp rễ luôn. Rồi mã 19 này có giá 450 ngàn cô chú ơi. Rồi tiếp tục mã 20 nha cô chú. Cây này đẹp. Hết tiệt cũ. Cao 60 cô chú ơi. Hoành vị trí này 29 nha cô chú. Cây cũ rồi tới 58 nè cô chú ơi. Hết biết. Rồi mã 20 này có giá 900 ngàn nha cô chú. Rồi mã 21 cô chú ơi. Cao 62. Hoành 28 gửi ha cô chú. Đây bị chóc da đây cô chú ơi. Đó. Kéo nhựa hết trơn. Kéo chỗ này nó còn xanh nè. Có lỗi báo lỗi liền ha cô chú. Rồi mã 21 này có giá 500 ngàn nha cô chú. Những cái phôi mạnh thì về nó kéo dạ. Nó liền mặt quý con chị. Rồi mã 22 ha cô chú. Hết biết cái cây này nó bự. Cao 80 cô chú ơi. Hoành vị trí này là 39 nha cô chú. Hết biết. Một kể một đế luôn. Dưới đây là 52. Đây bị sằng xù đây cô chú ơi.
Này cái này bán rẻ luôn, quá trời, cái này nó to rồi cô chú ơi. Rồi mã 22 này em bán có 500 ngàn rồi cô chú ơi. Thanh lý cho cô chú mình chơi luôn. Rồi tiếp tục 23 hả cô chú. Hàng này cũng thanh lý luôn cô chú ơi. Hết biết rồi. Cao là 71 cô chú ơi. Cây này to xác. Đó dòng eo này cô chú ơi, 37 thì quanh nghe cô chú. 78 cô chú ơi. Trời ơi cô nè. Đây, nó bị cái lưng này cô chú ơi. Đó. Nó gì nè. Nói chung là cái mặt bên này nó kéo rồi. Nhưng mà rễ bên này thì còn nguyên ha. Cái này còn nguyên, đó, có sao thì báo vậy hả cô chú. Còn nguyên luôn. Nó bị chỗ lỗi này thôi, cái dạ, rễ đó thôi. Cây này to xác lắm cô chú ơi. Rồi mã 23 này em bán giá 600 ngàn ha cô chú, thanh lý cho cô chú mình dễ chơi nha. Cây này nếu như không bị lỗi cái giá trị mấy là 3 lần. Bị lỗi hay sao vậy? Rồi mã 24 cô chú ơi. Hàng này hàng khai thác à. Hàng này khai thác, ngay cái bự khai thác. Cao là 83 cô chú ơi. Quanh này cô chú 31 gửi nha cô chú. Ở dưới đây là 55. Hàng này nó cũng bị chạy sơ sơ, không sao, cái này là do vết chạy nha cô chú. Còn cái nào lỗi là báo lỗi. Rồi mã 24 này có giá 700 ngàn nha cô chú. Tiếp tục mã 25 nha cô chú. Cái này giống như con gì nha. Quá xá luôn. Cao là 68 cô chú ơi. Ồ quanh này lớn nha cô chú. Hàng này khai thác nha cô chú. Quanh là 43 nha cô chú. Hết biết không? Đem đọt. Tổng ở dưới đây là 55 nha cô chú. Cô chú anh chị mình thấy chuột nó cạp cái nó kéo những cái đường kéo nhựa nè. Cây khỏe mạnh rồi là nó kéo nhựa rất là mau. Cái này đẹp toàn diện. Đây đây, chuột cạp mà tới nỗi cái rễ nó cục luôn. Rồi, cây mã 25 này có giá 1 triệu 2 nha cô chú. Nó mấy cây bự nè, hàng quýt không cô chú ơi. Rồi, tiếp tục mã 26 nha cô chú. Khối đặc luôn. Khối đặc. Cao là 70 cô chú ơi. Đây. Quá xá cô chú ơi, 46 hoành nha cô chú. Dưới đây là 63. Đây là bị xe ba gác là bị lỗi nha cô chú. Nói chung là do vận chuyển á, nó em tha keo hết trơn rồi cô chú ơi. Nó nguyên một khối đặc, hàng này khai thác nha cô chú. Đó. Rồi mã 26 này em bán giá 2 triệu nha cô chú, 2 triệu bao ship. Rồi tiếp tục 27 cô chú ơi. Quá trời cây nè. Cao là 69 hay cô chú. Hết biết không. Tay cành búp măng hay cô chú. Em thúc vô là em làm hết trơn ha. Cái này là vị trí là 52 hoành nha cô chú. 52 hoành. Ở dưới đây là được 63 hay cô chú. Đó. Để em đo cái tay cành thứ nhất cho cô chú mình ha. Tay cành thứ nhất là 19 hay cô chú. Giót đọt. Giót đọt là 13 cô chú ơi. Quá xá luôn. Rồi mã 27 này em xin giao lưu với cô chú là giá 2 triệu rưỡi em bao phí ship toàn quốc cho cô chú mình nha. Đó, cây lớn thì em bán heo lớn ha cô chú. Rồi tiếp tục em lên một số trang đỏ ha. Nay hàng này em về. Thái đỏ tàng thông. Tàng thông quá trời nó đẹp luôn cô chú ơi. 28 là cái trang đỏ ha cô chú. Cao là 1m3 ha. Tay ngang em đo tới đây là 65 cô chú ơi. Hàng này nó dài dữ lắm dài. Em về em vô chậu luôn gì cô chú. Ship là em ship luôn cái chậu cho cô chú mình chơi ha. 13 hoành gữ nè. Này thoát thân phản tắc đi cô chú ơi. Đồng trạng. Lô này đồng trạng. Rồi mã 28 này em xin vô lưu giá 500 ngàn nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 29 nha cô chú. Một cốt tàng thông giót đọt luôn. Cô chú hết hồn cái cây ha. Này chắc cao dữ à. Này cao cỡ mét dữ à. Tay ngang tính cô chú mình 65 ha. Đây, hết biết cái đám này nó già. Hoành này hoành 13 nha cô chú, hốt thăng khoảng một tắc ha. Đó. Về em kỹ em vô chậu gì cho cô chú, khi đi em gửi luôn chậu ha. Rồi mã 29 này có giá cũng 500 nha cô chú. Rồi, mã 30 cô chú ơi, quá xá rồi. Cái hồng này nở ha. Hồng nở, nè mới kề nó lên đọt. Này tính mét tư cô chú ơi. Tay ngang tính cô chú mình 75 ha. Coi nè. Cái độ già của nó mà nó nứt luôn. Trời ơi, 14 hoành gữ cô chú ơi. Quá xa rồi. Rồi, mã 30 có giá 500 luôn cô chú ơi. Rồi, tiếp tục mã 31 hả cô chú. Hết biết cái cây này đẹp. Cao 1m29. Tay ngang tính cô chú mình 65 hả cô chú.
đã thúc lại hết trơn của chú ơi. Em còn chôn còn sâu lắm nha cô chú, hoành 12 rưỡi nha cô chú. Quá xá cây chân đỏ. Rồi má 31 này có giá 500 luôn cô chú ơi. Tiếp tục 32 ha cô chú. Hết biết cái cây à. Bàn xoay này giống bị nghiêng quá. Ồ, vậy không phải rồi, cái cây nghiêng. Cao 1m31. Tán ngang tính cô chú mình 67 ha cô chú. Hết biết con nó già cô chú ơi. Nè, đó trên gì luôn cô chú ơi. 13 quỳnh giữ nè. Rồi mã 32 này có giá cũng 500 luôn cô chú ơi. Rồi tiếp tục lên mã 33 ha cô chú. Cao 1m2 ha cô chú. Tán ngang tính của chú mình 65 ha. Nó biết nó già. Ồ, quỳnh 13 không cô chú ơi. Rồi mã 32 này có giá cũng 500 cô chú. Rồi 33 cô chú ơi. 34. Ủa. Ừ 33 34 đúng rồi. Cao 1m28 hả cô chú. Tán ngang là 70. Xù xì luôn cô chú ơi. Trời ơi. 14 quanh giữ. Quá trời cây này đẹp. Rồi mã 34 này có giá cũng 500 luôn cô chú ơi. Rồi tiếp tục mã 35. Cao 1m32. Tán ngang tính cô chú mình 73 hay cô chú. Họ biết nó già. Cái lô này em còn nhiều lắm nghe cô chú. Quành 14 quành nghe cô chú. Lô này em còn nhiều. Rồi mã 35 này có giá cũng 500 luôn cô chú ơi. Rồi tiếp tục mã 36. Tàn dĩ không đó cô chú. Tàn đẹp dĩ không. Này cao 1m4 cô chú ơi. Tán ngang 80 cô chú ơi. Quá xá luôn. Quành này mình 13 nha cô chú. Nó thăng ở tầm khoảng chừng 7cm tới 1 tắc cô chú ơi. Có cây thì lớn lớn cả 2 tắc. Đó. Rồi 36 này có giá cũng 500 nha cô chú. Rồi tiếp tục 37 cô chú ơi. Cao 1m31. Tán ngang 78 nha cô chú. Đó, này. Này. Rồi tổng này luôn đi. 16 quành nha cô chú. Quá trời, có cái thằng nhỏ, cái chi nhỏ nữa ha. Rồi 37 cũng có giá 500 nha cô chú. Tiếp tục 38 hay cô chú. 38. Từ tàn nón ha, này về quý anh chị mình có thể ta con tàn tròn vẫn được nha. Con cây à, con cây duy nhất à. Form rất là đặc ha. Dạ. Yeah. Cây đẹp. Dạ cây. Cao 1m18 nha cô chú. Tán ngang tính 1m hay cô chú. Quá xá cái quành. Lớn rồi. 14 quành giữ cô chú ơi. Rồi 38 này bán đồng giá luôn 500 ngàn cô chú ơi. 39 cô chú ơi. Cây tàn thông giót đọt. Dạ. Cao 1m3 hay cô chú. Tán ngang 64 cô chú ơi. Già dữ lắm già. Quành 13 cô chú ơi. Rồi 39 thì có giá cũng 500 cô chú ơi. Rồi tiếp tục là 40. Cây nào cây nấy coi nè. Nó biết. Hoa rất là sáng ha, màu dạ. Đỏ rực. Cao 1m27. Tán ngang 64. Tàn rất là đặc. Dạ. Rồi quanh 12 cô chú ơi. Nãy giờ có con cây này hơi nhỏ nhỏ. Rồi mã 40 có giá cũng 500 ngàn nha cô chú. Rồi 41 cô chú ơi. Họ biết cây này đẹp. Cao 1m26. Tán ngang là 65 hay cô chú. Này em còn sâu lắm nha cô chú. Hoành 13 cô chú ơi. Rồi 41 này cũng có giá 500 nha cô chú. Đặc biệt cây bao phí ship. Dạ. Nhà tôi quý cô chú anh chị mình nha. 42 cô chú ơi. Cao 1m23. Tán ngang tính của chú mình 70 ha. Hoành 13 rưỡi cô chú ơi. Đẹp đẹp.
Rồi 42 này cũng có giá 500 ngàn ha cô chú. Tiếp tục 43 ha cô chú. Vô hơi nghiêng luôn cô chú ơi. Quá xá cái cây nó nặng, cái tàn nó nặng. Cao 1m2 cô chú ơi. Cây đang chớm cây búp ha. Dạ. Vành 13 ha cô chú. Quá xá luôn. Rồi 43 có giá cũng 500 nghe cô chú. Rồi tiếp tục 44 nghe cô chú. Cây này thoáng ha. Cao 1m3. Tán ngang là 68 cô chú ơi. Ôi hết biết. Cốt đẹp. Còn 13 gửi cô chú ơi. Rồi 44 có giá 500 luôn cô chú ơi. Tiếp tục 45 hay cô chú. Vậy cái lô này còn nhiều lắm nghe cô chú. Lên đại khái cho cô chú mình chơi vậy ha. Cao 1m29 hay cô chú. Đang ngang à. 72. Hoành là vị trí này 12 gửi hay cô chú. Rồi 45 có giá cũng 500 nghe cô chú. Rồi tiếp tục em lên mấy cái vàng hay cô chú. Lên cặp vàng cho cô chú mình chơi đi. 46 có đỏ có vàng ha. Có đỏ có vàng. Hàng này hàng thần nha cô chú. Vàng rất là mạnh luôn. Dạ. Đang lên cơi. Cao 1m15. Quá búp luôn. Bán ngang là 72 nha cô chú. Một cốt thoát thân ha. Ừ. Đây. Cốt thoát thân cô chú ơi. Còn vị trí này cũng 13 nha cô chú. Hàng này hàng thần ha cô chú. Rồi, mã số 46 này có giá cũng 500.000 nha cô chú. 500. Rồi, tiếp tục 47 cô chú ơi. Hai cây này một cặp đồng quý cô chị. Dạ. Đều là một cốt hết ha. Cây đang lịch cười. Cao 1m24 cô chú ơi. Tới ngang 77. Thần này xanh mướt rồi. À, này em xịt sơn nè cô chú. Hồi 15 gửi cô chú ơi. Quá xá học hẳn hai. Dạ. Tắc. Rồi 47 cũng có giá 500 cô chú ơi. Rồi em lên đại khái là lên cặp vàng cho cô chú rồi. Mình thôi. Chứ trong vườn em còn nhiều vàng lắm nghe cô chú. Đó, đây. Rồi còn bên kia nữa cô chú ơi. Còn Mỹ bên kia nữa. Để hẹn cô chú clip sau ha. Đó, thì hôm nay em lên ba cái phôi với lại chăn đỏ, mong cô chú mình ủng hộ em lúc này ha. Chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều. Dạ. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo nhà vườn anh Văn Vũ ha.